Thưa quý vị, trước chiến tích giành vé dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, chiều nay, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình giao lưu đội tuyển bóng đá nữ với tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, giấc mơ World Cup thành hiện thực. Tại buổi giao lưu, người hâm mộ trẻ của Thành phố Hồ Chí Minh đã được gặp gỡ, trả lời các câu hỏi về tác giả những bàn thắng của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam trên hành trình giành vé dự World Cup 2023 và nhận món quà là những chiếc áo đấu có chữ ký các tuyển thủ, đồng thời lắng nghe những câu chuyện thú vị của các nữ tuyển thủ. Đây cũng là dịp để các bạn trẻ thành phố tri ân, cảm ơn đội tuyển bóng đá nữ đã khơi dậy tinh thần yêu nước và truyền lửa cho họ. Mong muốn các tuyển thủ luôn giữ được niềm tin, phong độ để tiếp tục đạt thành tích cao, đặc biệt tại World Cup 2023.